Rồi em nay em có ăn giùm anh chủ nhà một con F2 tơ đang lên giống gió, đã lên giống gió nha anh chị. Đó thì bò này thì chiều cao thì tầm 1,3 m anh chị ơi. Đó, lưng thẳng đòn dài, bò thì bao ăn uống bao tặt lỗi cho anh chị luôn. Nó lông bóng mồng luôn anh chị ơi, chân là móng sò cụm đứng thẳng. Dòng F2 nuôi ép nuôi lấy sữa này thì lượng sữa một ngày thì khoảng hai mấy ký anh chị ơi. Đó, dòng bò sữa thì mà nó không phải như bò kem bao bê hay bò vàng đó, thì mình chỉ nuôi lấy sữa nuôi con đó, không có thả đồng được nha anh chị. Thả đồng thì chỉ trời mát thôi đó. Bò thì ăn uống vô tư anh chị, tơ tầm 13-14 tháng đó. Dòng bò sữa thì mình nuôi chăm sóc kỹ, ăn uống ok thì tiết lượng sữa ngày hai mấy ký là bình thường đó. Anh chị nào có cần con cái này nuôi ghép nuôi lấy sữa thì liên hệ đó, có con bò nào hư vú bán thịt thì trao đổi với bò giống này cũng được đó. Anh chị gần xa ít thì liên hệ số điện thoại em để trong hình đó. Bò hiền dạng dễ ăn uống anh chị, rồi anh chị thấy giá cả hợp lý liên hệ, giá 17.500.000 đó. Anh chị thấy clip hay cho em lượt đăng ký chia sẻ, em cảm ơn nhiều.